Hi, xin chào tất cả bạn bè nơi của Bi Nước Bọt nha. Thì hôm nay Thành đưa tới một thông tin là có một bạn trao đổi về xe máy ở Đồng Thuận trao đổi lấy Bi nè. Đây nha, mọi người định giá giúp em chiếc xe này khoảng bao nhiêu Bi? Bi là cái gì? Em muốn trao đổi thử xem nó thanh toán bằng Bi cách nào. Em ở Đồng Nai, biển số 37, giấy tờ đầy đủ, máy còn zin, chạy tốt, lấy là đi. Lưu ý em không bán lấy tiền mà chỉ muốn đổi thử lấy Bi xem thế nào. Nghe nói Bi là lùa ghe, đỉnh cao thế giới. Thì điện thoại, số điện thoại đây 0961 844 97 là chiếc xe quay này nha, quay khoe theo nha các bạn. Đây nè, không phải quay khoe, chiếc quay gì á, nhìn cũng đẹp lắm nha các bạn. Đó, có rất nhiều bạn về trong này đã trả vé hôm này nha. Bạn trả 150 bi, bạn trả 0,034 bi, bạn trả 0,01 bi, bạn trẻ thì 25 bi, các bạn thì trẻ 201 bi, các bạn trẻ 100 bi, các bạn trẻ 500 bi nha. Đó, rất nhiều. Hello, chào mọi người nhé. Hiện tại bạn Tài đang xuống nhà cừ và hai anh em đã trao đổi với nhau một chiếc xe máy để lấy pi. Ở đây là cái cả vẹt xe đây, cái phiếu xe đây. Bạn Tài ở Đắk Lắk nha, đang xuống chỗ cừ và đây, và cứ quay cho mọi người thấy qua đây. Chiếc xe mà cứ đang lên lúc sáng nha mọi người đây. Đó thì mặc dù nó cũng hơi cũ nhưng mà hai anh em thì một bên thì cũng không có xe mà đi làm. Còn cứ muốn trao đổi xem pi thực hư nó như thế nào. Thì đây nhá, biển số 37 nha mọi người nhá. Cả vẹt xe là ở đây. Là bây giờ là đang đồng thuận trao đổi cho bạn Tài này, Tài bên đây này. Đấy. Đó, bạn ấy đã xuống tới nhà là bạn ấy sẽ lấy xe về. Cứ cũng không biết là mình thiệt hay là mình lỗ hay là mình như thế nào nữa. Thì trước mắt là đồng thuận vài một số ít để thứ nhất là mình cũng biết đường sau này để mình trao đổi với người khác. Với bạn Tài, bạn cũng có xe mà đi làm nha mọi người nhá. Đây, biển số 37 luôn, H1, Quỳ Hợp, Nghệ An. Rồi, ok nhá em nhá. Đây nhá, hai anh em ạ, bắt tay trao đổi đồng thuận Pi lấy xe nha mọi người nhá. Xe này bạn ấy đã đổi rồi nha các bạn, có người tới trao đổi rồi nha, là không còn xe nữa nha các bạn. Thì có người đã lấy rồi. Thì hôm nay có rất nhiều bạn muốn kiếm bi có thể là đem hàng hóa ra trao đổi, còn có nhiều bạn thì không có hàng hóa thì các bạn có thể là bỏ tiền ra mua trả mau, cũng có nhiều hình thức lắm. Nói chung là mình chỉ cần ghi ở bên dưới là đồng thuận hàng hóa thôi thì nó cũng có bằng chứng là đồng thuận hàng hóa rồi. Còn thật ra mấy cái hình ảnh này thì chúng ta chỉ đăng lên được trên này thôi, chứ còn cũng không có chứng minh được là trên giao dịch là chúng ta giao dịch bằng cái gì. Thì có nhiều bạn cũng có thể là bỏ tiền ra mua, nó cũng không có vi phạm, mà cũng có nhiều bạn bỏ hàng hóa ra đó đồng thuận thì nó cũng chẳng vi phạm gì hết nha các bạn. Đã giao dịch B2B với tôi và bạn thì được hết nha các bạn. Thì những ai mà muốn ít bi á, mới đào có một vài chục bi mà cũng để về ví á, thì muốn kiếm thêm á, thì cũng có thể liên hệ cho Thành nha. Zalo, số điện thoại của Thành 0563919089. Thì Thành muốn kiếm bi cho các bạn, thêm cho những bạn mà muốn cần bi thật sự, không bị lên trên Facebook hoặc lên các trang mạng bị lừa rất là nhiều nha các bạn. Có nhiều người phỉnh là bán rỉ á, rồi xong cuối cùng chuyển tiền cho họ rồi họ lấy hết tiền của mình luôn, rồi họ đi mất tiêu, họ chặn mình luôn. Còn có những bạn bán bi cũng có thể là chuyển bi cho họ xong rồi họ chạy mất tích luôn. Cho nên Thành á, thì Thành cũng chẳng mua bán gì đâu, Thành muốn là bán giùm rep của Thành thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai là Thành muốn một số người giao dịch nơi cho uy tín, không có bị mất nha các bạn. Còn các bạn nói về vấn đề khó ví thì không có đâu nha, bởi vì giao dịch B2B bữa nay toàn cầu toàn thế giới Nicolas cho phép đó. Thì chúng ta có phần ghi chú dưới là đồng thuận hàng hóa bất cứ gì vân vân thì nó không có cái vấn đề gì hết nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy chia sẻ Thành hay cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.